Đinh Thế Huynh tái xuất, nhà tù của Tổng Trọng đã sụp đổ, giải thoát bà Dũng. Vào ngày 22 tháng 11, ông Đinh Thế Huynh, cựu thường trực Ban Bí thư tái xuất sau một thời gian dài biến mất không có lý do. Truyền thông loan tin ông được trao tặng danh hiệu 50 năm tuổi Đảng. Vào tháng 2 năm 2016, tại đại hội lần thứ 12, ông Vũ Trọng đã đề ra suất đặc biệt để ngồi lại chiếc ghế Tổng Bí thư dù đã quá tuổi. Khi đó, ông Trọng chọn ông Đinh Thế Huynh làm phó cho mình. Khi ấy, nhiều người đồn đoán cho rằng ông Trọng dự tính đến giữa nhiệm kỳ sẽ nhường ngôi cho cấp phó. Tuy nhiên, đến tháng 8 năm 2017, ông Trọng bất ngờ cho ông Đinh Thế Huynh biến mất khỏi chính trường, không kèn, không trống. Lúc đó, truyền thông nhà nước cho biết ông Đinh Thế Huynh nghỉ để đi chữa bệnh, nhưng hoàn toàn không nói rõ ông bị bệnh gì. Đáng nói là ông Huynh không bị kỷ luật, cũng không có thông báo về hưu. Ông Trọng đã âm thầm khiến cho ông Huynh biến thành người vô hình như tan biến vào cõi hư vô vậy. Về sau, có nguồn tin nội bộ cho Thời báo.de được biết, ông Đinh Thế Huynh cùng với Đinh La Thăng và Trần Đại Quang âm thầm cấu kết để tạo phản với ông Nguyễn Phú Trọng. Lúc đó, ông Trần Đại Quang là cựu Bộ trưởng Bộ Công an, có dây mờ, dây má với rất nhiều nhân vật trong ngành công an. Ông Trọng xem ông Quang là nhân vật nguy hiểm nhất, kế đến là Đinh La Thăng. Ông Thăng vốn là đệ tử của Nguyễn Tấn Dũng, không ưa ông Trọng nên muốn truất phế ông già lạm quyền này. Còn ông Đinh Thế Huynh là bị hai nhân vật kia lôi kéo. Ông Huynh trưởng thành từ ngành tuyên giáo nên ít nguy hiểm hơn với ông Trọng và cũng là người từng được ông Trọng tin tưởng. Âm mưu tạo phản bị bại lộ và tất nhiên thắng làm vua, thua làm giặc. Họ phải chịu sự trừng phạt của bên thắng. Sau đó, ông Trần Đại Quang chết một cách đáng ngờ khi đang ngồi trên ghế chủ tịch nước với những vết chàm màu tím tăng dần trên khuôn mặt. Ông Đinh La Thăng thì bị bắt tạm giam với án rất nặng sau đó, cho đến nay cũng chỉ có ông là Ủy viên Bộ Chính trị bị bắt mà thôi. Cuối cùng, Đinh Thế Huynh, người bị cho là đã chịu án nhẹ nhất với việc ở tù tại gia. Bị ông Trọng cho cầm giam tại nhà và giám sát 24/24 từ đó cho đến nay. Bằng việc thẳng tay với ba kẻ tội đồ rất có thể, đây là thông điệp ông Trọng muốn gửi tới các đối thủ chính trị, đặc biệt là ông Nguyễn Tấn Dũng rằng ông sẽ xử lý không khoan nhượng những ai dám chống lại ông. Không biết cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có ngán Tổng Trọng hay không, nhưng thực tế thì khi ông Trọng còn sống, ông bà Dũng gần như biệt tích giang hồ, tránh xa chính trường. Thỉnh thoảng ông Bá Dũng vẫn được truyền thông nhắc đến, nhưng không thấy ông gần gũi với nhân vật đương chức nào như ông Tư Sang khi đó. Ngay sau cái chết của ông Nguyễn Phú Trọng là sự xuất hiện trở lại của ông Nguyễn Tấn Dũng. Nay là sự xuất hiện tiếp của ông Đinh Thế Huynh. Điều đó cho thấy nhà tù tại gia mà ông Trọng thiết lập đã sụp đổ. Ông Đinh Thế Huynh xem như đã được cởi trói. Đấy là một phần của bức tranh chính trị tại Việt Nam hiện nay. Trong nội bộ của Đảng, các đồng chí đánh nhau, thuốc nhau, đẩy nhau vào tù và lập ra những nhà tù không chính thức để mà quản thúc người thua cuộc. Mọi hành xử chẳng khác gì các tổ chức xã hội đen vô pháp, muốn làm gì thì làm. Đến nay, tình trạng đấu đá vẫn vô cùng gay gắt, thậm chí còn gay gắt hơn cả trước đây. Phía sau tấm bình phong vì nước, vì dân, tuân thủ pháp luật là các cuộc chiến sinh tử giữa các đồng chí trong Đảng Cộng sản để mà tranh giành quyền lực và lợi ích của nhau. Một chế độ luôn tránh né sự minh bạch thì đằng sau cánh gà của sân khấu chính trị, họ là những người Cộng sản lao vào sống mái với nhau như những con thú dữ, coi nhau như kẻ thù không đội trời chung. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin Đinh Thế Huynh tái xuất, nhà tù của Tổng Trọng đã sụp đổ, giải thoát Bà Dũng. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời báo.de. Tổng cục 2 là lá bài chiến lược, để rơi vào tay Tô Lâm thì hàng loạt quan chức sẽ ngã đổ. Tô Lâm đang quá mạnh, quá hung hăng, đó là lợi thế của ông, nhưng cũng là bất lợi.
bởi quá nhiều phe phái thấy rằng Tô Lâm thực sự nguy hiểm với họ. Nhưng việc ông thất bại khi quyết tâm truy lùng bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn nhằm mục đích hạ bệ Thủ tướng Phạm Minh Chính cho thấy, dù nắm trong tay bộ máy điều tra khổng lồ, nhưng không phải lúc nào Tô Lâm cũng có thể thực hiện được tham vọng vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Dù ông Tô Lâm có hung hăng đến đâu, nhưng khi gặp phải đối thủ khó chơi thì cũng như húc phải núi đá vậy. Tác giả David Hood của tờ báo The Diplomat từng tiết lộ, không chỉ ông Chính mà ông Phan Văn Giang cũng dính đến bà Nhàn. Đây chính là điểm nghẽn của vụ án AIC mà đến nay ông Tô Lâm vẫn chưa thể gỡ được. Tổng cục 2 Bộ Quốc phòng là nơi nắm giữ rất nhiều thông tin về bà Nhàn, hiện đang nằm trong tay ông Phan Văn Giang. Ông Tô Lâm rất muốn kiểm soát cơ quan này nhưng gặp phải thế lực quá cứng, khó mà hoàn thủ. Việc gỡ điểm nghẽn ở Tổng cục 2 có thể khiến cho ông Phạm Minh Chính đổ, thì lúc đó ông Giang cũng đổ theo. Vô hình chung, ông Tô Lâm đánh ông Chính, nhưng ông Chính là người được thế lực khác hợp lực chống đỡ. Thế là ông Tô Lâm đành bất lực. Một nguồn tin nội bộ tiết lộ rằng trong Trung ương Đảng và Bộ Chính trị hiện nay, ai cũng ngán ngại phe Hưng Yên của Tô Lâm. Trong buổi sinh nhật họp mặt quần hùng, ông Bà Dũng có nhắc nhở ông Tô Lâm về việc dùng nhóm Hưng Yên đang khiến phần còn lại trong đảng và người dân bất mãn. Cần phải giải pháp mở rộng Hưng Yên mà đưa ra một số chính sách có tính chất dân túy để mà xoa dịu sự bất mãn này. Tham vọng của Tô Lâm thì quá lớn, muốn nuốt chửng phe quân đội tiến hành Hưng Yên hóa Đảng Cộng sản một cách toàn diện. Ông đã thực hiện một phần tham vọng này, nhưng hiện đang vấp phải một cản lực rất lớn. Khả năng cao ông Tô Lâm phải từ bỏ tham vọng Hưng Yên hóa. Trong vai trò bí thư quân ủy trung ương, nếu có người Hưng Yên nắm giữ vị trí cao trong quân đội, Tô Lâm có thể giật lấy Tổng cục 2 để mà tìm ra các tử huyệt của đối thủ. Nhưng đến hiện nay, ông vẫn không thể thực hiện được điều đó. Tướng Phạm Ngọc Hùng đã bị loại khỏi chính trường, nhưng Phan Văn Giang lại đưa ra giải pháp tướng Trần Công Chính lên thay thế. Ông Tô Lâm vẫn chưa thể sắp xếp được lá bài chiến lược của mình, mặc dù đã rất nỗ lực. Nếu ông cường quyết giật lấy Tổng cục 2, thì liên minh Phan Văn Giang, Phạm Minh Chính có thể kết nạp thêm cả Lương Cường. Một khi ba người này liên kết lại với nhau, thì có thể kẻ yếu không phải là họ, mà lại là ông Tổng Bí Thư Tô Lâm. Phe quân đội liên minh với Phạm Minh Chính đang điều chỉnh lại cán cân quyền lực, vốn đã nghiêng về phe công an quá nhiều. Ông Tô Lâm cũng hiểu như vậy, nếu để phe quân đội cân bằng được quyền lực, thì họ sẽ không dừng lại ở mức cân bằng, mà còn muốn tiến xa hơn. Kế sách của ông Bà Dũng nếu được ông Tô Lâm áp dụng thì phe Hưng Yên có thể sẽ tiếp nhận thêm sức mạnh miền Nam. Cứ như vậy phe quân đội kéo bè kết cánh để chống trả Tô Lâm thì Tô Lâm cũng kéo bè kết cánh để giữ thế áp đảo. Xem ra võ đài chính trị ngày càng phân cực rõ ràng. Nhưng dù có phân cực thế nào thì Tổng cục 2 cũng là quân bài chiến lược với cả hai phe. Nếu quân bài này nắm trong tay quân đội thì thế trận cân bằng. Còn nếu rơi vào tay Tô Lâm, phe bên kia sẽ có hàng loạt tên tuổi lớn bị ngã ngựa. Quyền lực luôn có sự hấp dẫn cực lớn, các phe phái tranh giành nhau liên miên, không có hồi kết. Tuy nhiên, chỉ có người dân là luôn là kẻ bại, bởi khi đất nước bị xâu xé, thì dân tộc này sẽ đi về đâu? Quý vị và các bạn phải theo dõi bản tin Tổng cục 2 là lá bài chiến lược, để rơi vào tay Tô Lâm thì hàng loạt quan chức sẽ ngã đầu. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de